Chiến thắng 3-0 trước Marseille ở vòng 25 Ligue 1 đã giúp Paris Saint-Germain tiến gần hơn đến chức vô địch quốc gia Pháp mùa này. Khi đội bóng thành Paris hơn đối thủ đứng thứ hai chính là Marseille đến 8 điểm trong cuộc đua tới ngôi vương. Chiến thắng này cũng tiếp thêm sự tự tin cho Paris Saint-Germain khi sau ba trận thua liên tiếp, họ đã có hai trận thắng gần đây. Hơn thế, trong hai trận đấu này, Mbappe đã ghi tới 4 bàn, Messi cũng có 2 bàn thắng. Bộ đôi này đang là linh hồn trên hàng công của PSG sau khi Neymar bị chấn thương. Gặp năng ở vòng 26 Ligue 1, PSG quyết tâm có thêm 3 điểm. Ngoài việc củng cố ngôi đầu bảng, Messi cùng các đồng đội cũng muốn chuẩn bị tinh thần tốt trước trận lượt về vòng 18 Champions League với Bayern Munich sau khi đã để thua 0-1 ngay trên sân nhà. Bên phía năng, đội bóng này đang thi đấu khá chật vật ở Ligue 1. Lúc này, những chú chim Hoàng Yến đang có 28 điểm, xếp thứ 13, chỉ hơn nhóm xuống hạng 7 điểm. Năng cũng đã thua 3 trong 5 trận gần nhất, trong đó có hai thất bại liên tiếp ở giải vô địch quốc gia. Vì thế, một trận thua nữa trên sân Paris Saint-Germain sẽ là khó tránh. Paris Saint-Germain sẽ vắng Verratti vì án treo giò. Ngoài ra, Neymar, Hakimi, Kimpembe cũng không thể ra sân vì chấn thương. Dù vậy, trong các trận đấu gần nhất, huấn luyện viên Gantier đã thử nghiệm thành công đội hình 3-5-2 với Messi và Mbappé ở vị trí tiền đạo và rất có thể ông sẽ tiếp tục sử dụng đội hình này. Trong khi đó, năng sẽ thiếu hậu vệ Nicolas Paloy và tiền đạo Quentin Melanh vì chấn thương. Nhưng ngay cả khi có đầy đủ lực lượng, đội khách cũng không thể so sánh với dàn sao chủ sân công viên các hoàng tử. Trong năm lần đối đầu gần nhất, năng có thành tích không tồi trước Paris Saint-Germain khi thắng 2 và thua 3. Tuy nhiên, ở hai lần gần nhất gặp nhau, Paris Saint-Germain đều thắng đậm với tỷ số lần lượt là 4-0 và 3-0. Về phong độ, Paris Saint-Germain sau 3 trận thua liên tiếp đã bắt đầu trở lại với hai trận thắng gần đây. Còn năng đã thua 3 và chỉ có một trận thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Tỷ lệ kèo Paris Saint-Germain chấp năng 1-1 2. Với chiến thắng 3-0 trước Marseille trong trận đấu cuối tuần trước, Paris Saint-Germain cho thấy họ đã tìm lại phong độ và khả năng đánh bại năng không phải điều quá khó nếu bộ đôi Mbappe và Messi tiếp tục chơi ổn định. Hơn thế, bên cạnh lợi thế sân nhà là sự vượt trội về chuyên môn cùng tỷ lệ chấp không cao nên người chơi nên chọn cửa trên. Tỷ lệ tài xỉu 3. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa Paris Saint-Germain và năng có đến 3 trận có từ 4 bàn thắng trở lên. Ngoài ra, các ngôi sao của PSG cũng đang tìm lại được bản năng sát thủ. Vì thế, đây có thể là một trận đấu nổ tài nữa. Dự đoán kết quả Paris Saint-Germain thắng năng 3-1.